Hello các bạn, hiện tại là mình mới chỗ thằng em ở đâu ấy? Em ở Quảng Bình ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Mình tên là Long. Long à, đến từ Quảng Bình ạ. Có vợ con rồi chưa? Chưa có vợ con nha mọi người. Nói chung là Long thì cũng thương thầm thằng Thu hay sao á. Nói chung là về chủ yếu mục đích là để gặp Thu. Thì sáng nay thì mình dẫn Long xuống nhà của Thu để mà Long đạt được sự mong muốn mà để đến với Thu. Thì trên clip thì Lâm cũng có nói, mình có thường nói là Thu cũng bị cưới chồng nên là Lâm về đây đó mà tìm Thu, cướp lại, cướp Thu về tay của Lâm. Đây là video đầu tiên của mình đến với team của anh Nguyễn Văn Lên. Nếu có gì mà sai sót mong mọi người bỏ qua nha. Cảm ơn mọi người. Em có con gì không? Con em là gì? Kênh của em là Long Snape. Không có luôn em. Chưa có một người đăng ký nào, chưa có một video nào. Ê, sau này nếu mà có những video đăng lên thì mong mọi người ủng hộ mọi người rất nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu, bây giờ mình Vinh Bi sẽ vô ở trước và sau đó là Lâm sẽ vô sau. Bây giờ mình sẽ bàn ý tưởng cho Lâm biết đã, rồi sau đó có chờ thực hiện màn trò nha các bạn. Em Thu ơi, em Thu ơi, ơi em Thu có ở nhà không? Đã, em Thu ơi, anh đây. Ô, nhà em ở đây à? Đây đấy. Em xem bên ở trên YouTube ấy. Em có mổ anh vào nhà. Anh ngầu quá, anh ngầu quá, nói chuyện mình thường anh. Dạ, cùng anh đi đâu vô đây vậy? Anh đến tìm Thu. Hả? Chỗ mồi Thu quá ấy. Đây, đây, sao đã phát năm mộ rồi cơ chứ ạ? Ngầu quá anh, anh ở đâu? Em ở Quảng Bình ạ. Quảng Bình này. Anh đi vô đây mình này, đi ra không? Dạ, em đi một mình. Chủ yếu là vào thăm tìm anh đấy. Hâm mộ anh Thu ở trong tim lâu lắm rồi. Bây giờ thấy tại hâm mộ tao giờ không hâm mộ mày không? Thầy coi á, vậy là mày hơn tao rồi. Mày coi á. Là mày hơn tao là nhà có phúc đó không? Anh Thu giờ lấy giấy tao mày ngồi đi. Mày mặn hơn tao, mày mà tìm có phúc. Mày có mày làm? Mày làm đó, lấy cưới anh đi mày. Nhà anh ở đây đúng không? Lấy giấy anh biết mà gì đúng không? Ta tìm lẽ ông tính cho vô tiền tôi giờ ấy. Không, em xin vào nhà anh Thu mà. Ê, xin vào nhà anh Thu làm gì? Tiền đậu. Vô tao anh em tao đó rồi. Chơi anh làm cái gì mà chúc con chuyện đấy. Đó là anh ngồi rồi. Anh uống gì chúc con chẳng để anh uống rồi. Kia chứ bà nhưng ở lại đây. Cái nhà nó bị kiến chén này nè, đang đào vậy ta. Nên mẹ anh có tính xe chú chó mà chúc con gỡ. Đỡ đây ngon nói chuyện chứ. Mà tao anh Bi. Đồ hoa tính. Đồ mấy giờ ạ? Anh với cưới. Em 18 rồi. 18 á, nhỏ vậy nè. 18 thật ở nhà học đi, đi đâu xe chứ vậy? Còn học không? Chắc khó học rồi chứ. Em nghỉ học lâu rồi. Nghỉ học suốt rồi. Bây giờ em làm cái gì? Em có làm gì đâu, có lên quên ở trong nhà thôi. Sao em chạy xuống nhà tiếp, sao chạy vào đây? Đúng rồi, em hâm mộ với mình. Hâm mộ mày, cái mày tự nhiên hỏi nhạc tiếp. Hâm mộ của mình à. Mình nên em mua thôi. Cái hâm mộ bên anh à? Cái tỷ mày. Thấy không? Phan Nam hâm mộ của chứ. Mà sao có gái hâm mộ tối giờ tối tối. Cái hâm lại. Gái thì nó chú gì mà. Ngôi sao sáng nhất của team mà. Đúng không? Để nắng ngôi sao đen á. Tính đèn ngày mày mặc áo đẹp chưa? Đúng. Cái áo mình đẹp cho ta. Áo này mình tính xin sao mà khói ngậu. Ai chìm xin mà làm như mày ấy. Thôi là xin thiệt. Khi mà cái áo bước ra cái áo cũng là đẹp. Rồi tao thay nước à? Thay nước anh. Nhà ngoài nhà tay đấy. Mẹ thì phải ăn được chứ, tao tìm tao là ngọt trực tiếp khách.
đứng dậy mà đi rồi còn quay lại sai lên nữa. Không kịp mẹ. Nhanh lên. Ông ra cũng bao. Đi. Ông ra. Không có lời cầm đi. Xe lúc này cũng chạy. Xe đánh tôi báo không được. Lúc này lúc tôi cũng chạy sao. Anh Hương đi chơi ở đâu à? Hôm nay ở nhà luôn á. Tính chạy nhà tiếng trời. Nhà tiếng này mấy mấy ông Bình để vô đây này, ngồi chơi này. Bình đổ. Già mà cho Bình luôn. Mấy mày nhà đồ mấy vô nhà mày chơi không nghĩ là chưa ăn chưa uống gì hết á. Mày nghĩ sao kêu ông Bình mày? Dạ không, tại xuống nhà tiếng gì đầu lên đi làm gì đâu có gì đầu lên. Nước ngon mày. Mẹ cho nước máy uống màu kìa kìa giùm mày. Rồi nước nào nước? Nước dạng nước máy. Nước máy cũng chả ra mày. Mày đi đâu nước mưa máy. Nước máy này một người lo hầu kinh. Ờ giờ à, có số tôi nợ đâu, cũng có gái là nó thích nè, nó vô nhà tôi. Có nợ gì mày, nó cũng lẽ nó em nó nghe nó buồn lắm mày. Nó giỡn, hiểu anh em nó giỡn. Đúng ra là hôm nay em chưa tính chưa vào cái đâu. Nhưng mà từ cái lúc mày lên đó là em chuẩn bị lấy chồng ấy. Anh đừng là em bỏ mất tiền luôn. Nghe nó lấy chồng rồi. Nghe cái máu quỷ luôn. Đúng không? Anh tí gì anh? Anh tí gì em? Có phải là anh nói anh lên, anh Thu chuẩn bị lấy chồng không? Đúng rồi. Thì em đứng sau lưng anh Thu này. Chờ ấy, xếp hàng chờ anh Thu mà. Đi mình ăn đậu. Có tiếng chồng đâu, nó tiếng được cưới chồng không? Cưới chồng. Cưới được trèo thì cưới chồng. Có phải là anh đi con trai à? Có. Cũng có cùng mặt chứ đậu. Em tưởng là anh đi con trai. Ủa, ông mà đi nghe hay khí là nói. Nó sàng rồi nghe. Đậu mẹ nói đúng rồi, cưới chồng. Che ra, mày cưới chồng vợ đâu? Cưới chồng vợ. Sao mà lên nói là anh đi con trai? Không có. Sao em đi chồng đúng không? Mấy ông gì nào hả được? Có thể ngồi đây đi đâu ấy? Ngồi đây á? Ngồi đây. Mấy ông ngán chữ mày. Ngồi đây đi. Ngán. Khách ở nhà ngán. Là tao kia đi anh rồi gì. Nếu mấy đứa con gái nó không chấp nhận anh thì có anh. Anh ghiên đâu đi. Đúng không? Không, nào quờ tuốt tụi này đi. Cứ con trai nào nó cùng nghe mấy tay của anh. Nó giận giận chọn ông cũng nghe theo ông nậu. Ủa mà mục đích anh vô đây làm gì mà anh nói vậy? Anh vào thăm anh Thu mà. Trời đúng là thăm Thu rồi. Thêm mà sáng không về cắp một trời. Mày đang đến nhà là mừng rồi quen cắp nữa. Mà đến lại đến nhà mày phải làm gì làm gì cho đây. Đúng rồi. Đậu mày vô chụp hình chứng nạc lắm. Có bia đây, đừng anh đừng có lấy quà đó. Đừng có lấy gà bịt tai, ngồi đấy. Bán được tù lình đấy, đúng không? Lên, dữ lắm rồi mày. Nó là làm cho video mấy anh đây thì nó nói là vui thâu, nó nói là thôi chuẩn bị cưới chồng, ý là để cho nó thấy tôi không có vợ, chưa có bồ, chưa có người yêu vậy, thì nó ý là nó chặt cho vui thâu. Chứ đâu có tướng tôi đi cưới chồng nào, tướng tôi đồng tướng hoa hậu rồi chứ. Thiệt là nó cưới chồng rồi em. Ủa tướng tôi táo rồi em. Sao nấu tiếp? Nghĩ sao tôi cưới chồng không nậu? Đâu, sao anh được làm vui phụ mới vua đơ ra cưới chồng. Nó láo nó đem người điện. Trang nó phục cùng mình, thôi mình thấy được Trang mình lâm dựng chọn tên hiểu lầm tên tất kìa. Thiệt phải nói thiệt đi đó, nghe nó tiếp tóc. Sao đâu? Đúng không? Điện nậu, ngồi chơi, đụng bằng tay một chân mưu. Em mới tôi nhận á. Em thích đúng không? Thích cũng mất tôi nói anh em thôi, anh em chơi vui vẻ chứ. Nghiện mà còn ngại nữa chứ. Đúng rồi. Nghiện còn ngại nữa. Anh Thu ơi, có việc này em muốn nói với anh ấy. Nãy giờ mọi người mới vào anh ngại, anh chưa dám nói. Thì vì anh em này vui vẻ, nói thoải mái chứ, có gì đâu mẹ. Thật sự thì hôm nay vào đây em có tình cảm với anh. Trời ơi! Tình cảm yêu đương nhé. Để rồi đến đâu khi anh là người cũng dễ. Không che, lại che luôn á. Em nói thật là sao em? Không, em nói thật. Gì đâu? Bây giờ là mong anh chấp nhận đấy. Làm vậy? Mấy con tàu chạy lên, có con cái tàu. Nó sao đấy? Đi làm sao vậy? Biết. Không phải anh đi con trai đúng không? Không có. Ông nghe không bao nhiêu máu à? Nói đây mà nói đâu không đúng đúng đây, mà nói đâu. Má thì anh đùa đúng không? Thì anh cho đây cho em rất là hoan hỉ luôn, em rất là vui luôn. Đánh luôn đây. Sao đấy? Mày sao mày? Sao vậy? Người ta thích mày rồi. Là nói anh. Sao hơn nói được cứ chồng? Em là người thầy người thánh, em phải là người chân nghèo nghèo. Thế sao mà mấy đứa con gái nói là anh không con gái nó không quen nên là sao ấy? Ừ. Thì anh em mình quen nhau được không có sao đâu. Đó là con gái không quen nhưng mà điên sao mày lên mày đem trao mày. Lấy mày sao mày? Ấy chấp nhận đi. Ấy lên. Bây giờ mấy điên thắm đi. Đấy rồi. Cũng anh thầm lên anh đàng hoàng anh đụng anh vô tao là em mừng rồi. Thì đụng anh làm cái bên này. Chào anh Vinh. Kiểu ạ, tôi kéo
Miếu là tôi là không có thích con trai Miếu không? Và anh không chấp nhận tình cảm của em luôn. Tôi hỏi là tôi không có thích con trai Miếu. Anh phải hiểu cái vấn đề đó. Tôi là người nghe cái thái người chân chân người mèo đâu mà anh cứ dí cho cái làm đấy. Không đây, không đây, không chè luôn. Nói gì đấy? Anh nên không chấp nhận tình cảm của em đúng không? Mà nói gì tôi nghe ớn chữa trào đúng không hề gì. Đúng với mày đâu không? Đúng với nhà vợ không có nhà cũng tiếng của ông xuống mà lấy mày đâu không? Đúng rồi em nên tình cảm. Mấy người đứng đầu á. Nói chung mà Trình Thu cuối cùng là tao cũng yên lòng mày có chỗ gì. Đưa nói ra đây này. Mày có chỗ giờ mày có gia thất đầy đủ này có thằng em bây giờ nó chịu cứu mày đâu. Che mày không biết che mày lên. Giờ mất cùng mày. Bây giờ tao thấy mày giờ tao tao mừng nè. Mừng gì vậy? Chịu đi là năm cưới. Chịu là năm cưới. Tao hát bài tặng mày bài đứa bộ tình quay. Anh cũng ngồi tao đàng hoàng nên tao bắt đầu chúc anh là gì à? Đó em là em có em không có giải đồng một mình tự vô yêu thích gì tùm lum nó uống sùi đâu. Em đi gặp ngày trời thì tới gặp anh mà. À người ta đi xe đó nó. Nhưng mà chắc chắn tình cháu với tấu lên. Chấp nhận đi. Tấu lên nhà Mỹ ngủ ống đi mà. Được rồi. Được không? Tối lên tâm sự thôi. Mày ơi lo lên. Tâm sự, tâm sự. Tâm sự thôi. 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 Tâm sự nghẹt hẹo á. Đi đi. Anh mày. Ê, trẻ này. Thế sao mà người ta nói là từ chối là thích ta? Từ chối thì thích. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Dạng như là nó biệt liền em. Em tao không có chợ cứ nghe đâu á. Dạng như nó còn biệt liền á em làm táo ấy là nó à. Bây giờ như nào đi? Không, đúng rồi nè. Nói anh nè. Tôi là người đàng hoàng, tôi con trai đàng hoàng, phải động mày có đô đâu cứ cứ chứ 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 tôi vậy. Mấy bạn anh cho xe em tao à, em rất là hoan hỷ vô, em rất là một vui mừng ở à, vô đây chơi. Ngồi đây uống nữa chút chẳng đi anh uống. Cái đồ mới tự nhiên nó thích em rồi này, nó xua còn làm cái clip á là chỉ ra. Thì người thằng máy khuyết là nó sẵn sàng cũng không đi biên đâu. Chứ đâu nó nghe hai cái má đây. Tại vì nó thích trai sao? Tối nay anh cho hồi hai anh em mình đi biên đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. 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 Ủa ông táo đẹp chồng nó đang sẽ cực khùng anh được miền Tây hơn anh cái đó. Mấy ông còn mà đấy, đi xe đấy. Anh chịu mẹ đi. Mấy ông chồng chạy gì mày chui đuôi chạy mày. Mấy ông tao đang chịu đụng mấy ông tao đụng máu xuống đụng mình đụng máu. Bọn đang mày tôi qua trong ông là mình vô xem mà làm gì. Bọn tôi còn mẹ ông. Mấy mày làm tôi chui đuôi mày. Mấy mày làm vậy anh có người bình định mình nha mày. Bình định gì? Mày sang giỏi nhà mình nha mày. Mấy làm bé nó không lên nhà tao đó nhà tao. Tôi tiếp chứ mày điên hả? Mấy mày làm cứ nói cứ chồng cứ chồng chồng cứ chèo chồng. Bây giờ yêu mà bây giờ cha tao biết đâu. Thôi em thôi thôi. Rồi nữa. Nè, anh nói gì đó? Tao chưa nói được nào. Không nói giỡn á. Giờ tôi đi công chuyện nào, cô không có ở nhà nữa. Giờ tôi đi. Rồi, rồi. Ok, em tới đây đi, em kêu. Áo quần bình mà đúng không? Mấy mày toàn mặc áo như đó đâu. Em trai mặc áo gì đâu. Đồ mà tôi đẻ đó tôi quay tao đang TikTok. Không có chúng mày có chồng. Điên hả mày quay mày. Tôi không mà tướng em đây là thấy đồ bánh to rồi. Được mà. Bánh to không bỏ đi. Chào có vợ rồi không bỏ á. Tao không có gì đâu chứ. Em thích đi đâu đúng không? Em cũng thích đi đâu. Ừ, nó không thích bình mà thích tù mà. Em thích mỗi em thôi. Đấy anh ăn. Tao tưởng nó có lại trò đâu. Không, nó giỡn á. Thực ra là mấy là đi cho mẹ đấy. Đi lên, đi về lên một, một ngày mơ, nó vô cho tao á. Thực ra nãy giờ nó chặt lại tao á. Phần mấy đấy. Thực ra đây là một phần mà cho đây ạ. Cho gì? Cô giỡn á, chặt á. Chặt á, chặt á. Em biết cô trai không? Thực ra là một màn trôi thật khí. Chứ ai đâu mà nghĩ sao không? Mấy làm mẹ gì vô. Ngày mai tao thấy mà điên sao. Tao thấy mấy làm tôi chụp hình đây. Hồi nãy thấy nó ngồi đá. Cô trai anh gái đi. Em không thích con gái đâu, à con trai đâu. Vậy em không thích con gái đâu. Em bị liều ấy, em thích con trai, à con gái thôi. Không thích con trai đâu.
lời nó giỏi là thằng em á, nó ở đâu cũng vô chào, anh cũng biết nữa, tình cờ thấy đi bộ lang thang ấy, tao chơi luôn. Thấy đi bộ lang thang, tao hỏi đâu đi bộ một mình. Rồi nó kêu biết anh, nó kêu cũng biết. Để nó kêu. Dạ. Mấy hàng dựng mấy lần sọ. Tụi nó đụng mấy ông em hay mở đây lên, cứ lên trên mạng có chút người ta cũng cứ tầm nó không, tụi lên tìm tôi á. Để giỡn đi. Giỡn đi rồi. Đầu ông trời thẳng rồi ha, mày cái áo biết chưa? Trời thẳng mày cái áo rồi biết rồi. Trời thẳng đụng còng một cục không? Còng còng xịt mỡ đây à. Bây giờ mất biết kìa đó. Đây là một ông em ở Tây Ninh Quảng Bình gì qua này. Quảng Bình, Quảng Bình rồi. Về chơi cùng với ông có hết á. Nhưng thật ra hồi nãy tao cũng thấy ông ngầu đáy. Ở đây các bạn đó, nghe bây giờ nó nói chuyện trời anh Thuần chút, nói chung là xuống đây nãy chưa nói chuyện hết. Quay chạy xuống nhà anh Thuần chơi rồi. Bây giờ mình với anh em đang ngồi nói chuyện rồi trời các bạn. Nếu anh em thấy video vui thú vị đó là một like, một đăng ký nha các bạn. Nói chuyện đụng nó nguy hiểm quá. Đụng. Đụng nội mày nó đi theo đi. Rồi xin chào mọi người nha. Bye bye. Bye bye. Những bài còn người mơ mang á.